Xin kính chào các đồng chí. Buổi chiều ngày 16 tháng 3 năm 2024, độc nhất vô nhị. Chiều nay chỉ có 10 cuộn băng cassette loại băng cụ tổ Maxen UD2. Địa chỉ tới huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Thôi, dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt.